Chào mừng quý vị trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Tham quan nước Mỹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh là cái nút màu đỏ phía dưới để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Để cập nhật tình hình về những chuyến bay cũng như là tất cả những hãng máy bay mà cho tất cả quý vị kiều bào sinh sống ở nước ngoài trở về Việt Nam trong mùa Tết sắp đến, cũng như là từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 trở đi. Thì hiện tại bây giờ coi như là mùa hè tương đối là sắp hết rồi ha quý vị. Thì ai mà dự định đi Việt Nam thì cũng đã đi hết rồi và hiện tại đang có mặt ở Việt Nam hết. Còn những ai mà bây giờ mới mua vé đi thì cũng hơi trễ rồi, bởi vì giá vé máy bay rất là mắc hiện tại bây giờ. Nếu quý vị nào mà đã có sự chuẩn bị trước đây để mà đi hè thì chúng ta đã mua vé rồi thì giá tương đối rẻ và ổn, đi thoải mái. Nhưng mà nếu ai mà bây giờ mới mua vé máy bay thì nói chung là tương đối rất là cao và nó hơi gặp khó khăn trong cái vấn đề mà chúng ta để chi ra một cái số tiền rất là lớn để mà đi nếu mà chúng ta mua vé liền bây giờ. Và trong cái mùa hè này rất là đặc biệt, quý vị kiều bào sinh sống ở nước ngoài, chẳng hạn như từ Mỹ đi về Việt Nam hoặc là từ Anh, Pháp, Đức đi về Việt Nam, thì chúng ta có những hành khách phải chi trả một số tiền rất là lớn, một số tiền khủng để mà đi về Việt Nam. Thì đó cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta cần phải biết được để chúng ta có thể chuẩn bị trước, để chúng ta không có phải chi quá nhiều tiền để mà mua một cái vé đi về Việt Nam nha quý vị. Thì nếu quý vị cần mua vé như thế nào để mà có giá rẻ và chúng ta muốn đi tìm một vé máy bay giá rẻ để về Việt Nam chuẩn bị cho mùa xuân sắp đến năm 2023, thì chúng ta cần phải làm gì để mà tìm được một vé máy bay giá rẻ? Nếu quý vị có nhu cầu cần tìm vé máy bay giá rẻ đi về Việt Nam thì hãy vui lòng liên hệ bên em là số điện thoại 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714-244-8834. Và sau đây em xin giới thiệu sơ qua về cái dịch vụ bên em là đại lý vé máy bay toàn cầu, bán vé máy bay cho 50 tiểu bang của nước Mỹ đi về Việt Nam và chiều ngược lại từ Việt Nam qua 50 tiểu bang của nước Mỹ. Ngoài ra còn bán vé máy bay cho tất cả các nước trên thế giới đi về Việt Nam và chiều ngược lại từ Việt Nam qua tất cả các nước. Nếu quý vị nào có nhu cầu mua vé máy bay thì hãy vui lòng liên hệ bên em ở cái số điện thoại là 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714-244-8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo để thuận tiện trong cái vấn đề hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi. Và sau đây em xin giới thiệu sơ qua về cái dịch vụ bên em chuyên nhận làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam, như là đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, kể cả các hộ chiếu đã hết hạn từ lâu, cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách bị mất hoặc hư hỏng, xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có hộ chiếu trước đây, chỉ có các giấy tờ Việt Nam như là giấy khai sinh, cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam, gia hạn passport Mỹ visa 5 năm miễn thị thực visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các giấy tờ ủy quyền tài sản mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác, phiên dịch các loại giấy tờ, gia hạn thẻ xanh 10 năm, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Xin giải thích ở đây là nếu quý vị có một cái bằng lái xe ở Mỹ thì em sẽ làm cho quý vị có một cái bằng lái xe quốc tế để khi về Việt Nam quý vị có thể lái xe ở Việt Nam được. Và cái bằng lái xe quốc tế này đó, quý vị có thể lái xe hai bánh được và bốn bánh được luôn, và nó có thời hạn là 10 năm nha quý vị, rất là tiện lợi cho chúng ta đi về Việt Nam và lái xe. Nếu quý vị nào có nhu cầu đi về Việt Nam để mà lái xe thì hãy vui lòng liên hệ em để em hỗ trợ cho quý vị một cái bằng lái xe quốc tế, để quý vị có thể lái xe được nhiều nơi ở Việt Nam khi mà chúng ta đi du lịch. Bên cạnh đó có xin bằng lái quốc tế cho du khách lái xe từ Mỹ. Nhiều dịch vụ lãnh sự khác như là phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam, dịch vụ chuyên làm hồ sơ về di trú Mỹ, chuyên làm hồ sơ về bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư,
hỗ trợ những ai thu nhập thấp và người vô xa để hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân của Mỹ định cư. Nhận chuyển hàng quốc tế từ Việt Nam qua Cali, sẽ mở văn phòng tại Sài Gòn trong mùa hè này. Rất mong sự ủng hộ của quý khách. Tổ chức tour du lịch từ Việt Nam sang Mỹ, tổ chức tour du lịch từ Việt Nam sang Canada, tour du lịch Việt Nam đi Hàn, Nhật, Singapore và tất cả các nước. Có dịch vụ xe đón tại sân bay Tân Sơn Nhất giá rẻ nhất, cho thuê căn hộ cao cấp tại quận 7 Sài Gòn. Nếu quý vị, anh chị, cô chú nào có nhu cầu về những dịch vụ bên trên thì hãy vui lòng liên hệ bên em ở cái số điện thoại là 714-244-8834. Số điện thoại 714-244-8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo nha quý vị, để tiện lợi trong cái vấn đề hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi. Quý vị thân mến, nếu quý vị thấy video của mình hữu ích cho người thân, bạn bè và gia đình, hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp giùm em nha quý vị. Để một ai đó đang cần những cái dịch vụ em mới vừa giới thiệu ở trên thì hãy vui lòng liên hệ ở cái số điện thoại là 714-244-8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo. Em xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị gần xa đã ủng hộ kênh Tham Quan Nước Mỹ Channel trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!